gọi điện báo để em mới biết, em mới đọc. Dạ. Đấy. Thì trong mail thì nói rõ ràng là được ngưng một vụ thôi. Nói dạ. Một cách rất là ngắn gọn như vậy. Dạ. Ừ. Thì em cũng thấy cũng bất ngờ. Thực sự là nói là bất ngờ với cái quyết định đó. Dạ. Vì đến chiều thì ngài gọi điện em vào. Dạ. Ừ. Chiều thì ngài điện gọi điện em vào, thì em vào gặp ngài thì ngài nêu ra hai lý do. Dạ. Cho cha nghỉ một vụ là vì sức khỏe và vì cha nói chính trị. Dạ. Dạ. À. Thì em có trả lời đức cha rằng là nếu như vì sức khỏe thì xin đức cha xem thử là lợi ích thiêng liêng của giáo dân Mỹ Khánh có bị ảnh hưởng vì sức khỏe của con không. À. Cái thứ hai, đức cha cũng có thể thấy và giáo dân cũng có thể so sánh, và con cũng có quyền để so sánh với các cha khác trẻ khỏe, không mắc bệnh, không có gì cả. Dạ. Thì cái quyền lợi thiêng liêng của người giáo dân của xứ con và xứ họ như thế nào, con cũng có quyền so sánh. Ừ. Vậy thì có phải là căn cứ xác đáng để cho con nghỉ việc không? Cái điều thứ hai là lý do thứ hai đức cha đưa ra là con nói về chính trị. Dạ. Vậy thì con lên tiếng đấu tranh cho công lý, sự thật, công bằng của xã hội, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lợi của người khác. Dạ. Đó không phải là con làm việc chính trị. Dạ. Bởi vì đây là con sống chính trị phổ quát, mà đây là một cái đòi buộc chứ không phải là chỉ để hết. Dạ, và nếu như con nói đây là con nói về cái hiện tình của đất nước, của xã hội, cái đặt ra cái điều xấu của xã hội để rồi mà xây dựng một cái xã hội tốt hơn. Dạ. Còn nếu như đức cha nói trong bài giảng thì con lấy bài giảng của con giảng cho giáo dân chứ không phải giảng cho các thầy chủng viện. Dạ. Vì thế mà con phải giảng là đem lời Chúa áp dụng vào trong cuộc sống. Dạ. Rồi thì những câu chuyện của xã hội, thực tế của xã hội đó là minh chứng hay là luận chứng để mà chứng minh cho cái chuyện mà phải sống cái lời, nếu lời Chúa không được sống thì nó như thế, thì phải đem cái lời Chúa để xóa bỏ những cái điều tồn tại như vậy. Còn ở đây, coi đây là cái việc mà con sống chính trị phổ quát. Cái điều này chính Đức Thánh nghe cha Francisco nói rằng là chính trị là hình thức bác ái cao cả nhất. Dạ. Và biết phải biết tham gia chính trị. Còn Đức Giáo Hoàng Benito 16 thì bảo là một người Kitô hữu tốt thì phải là một người công dân tốt. Dạ. Nghe? Dạ. Đó là cái điều lẽ đương nhiên. Còn bây giờ là nếu như truy xét theo giáo luật thì những người tham gia chính trị chuyên biệt hay là tham gia chính trị đảng phái thì đó mới là lỗi luật xã hội. Dạ. Và những người lỗi luật xã hội đó là những linh mục tham gia ủy ban đoàn kết và hội đồng nhân dân. Dạ. Ừ. Thì đó mới là những người tham gia chính trị, làm chính trị. Đúng rồi cha. Vâng. Sống chính trị phổ quát. Dạ, đúng rồi cha. Dạ. Rồi con cũng chứng minh là khi mà Đông Âu sụp đổ thì Nhật báo Ý có phỏng vấn Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II rằng là thưa Đức Thánh Cha, ngài là một trong ba vị làm sụp đổ chế độ Đông Âu, chế độ cộng sản ở Ba Lan và Đông Âu, thì phải chăng Đức Giáo Hoàng cũng làm chính trị? Yeah. Ngài nói phải, nhưng mà chính trị phổ quát. Yeah. Đấy, đó là cái điều mà chúng ta thấy. Rồi cái việc mà nếu như làm chính trị như thế thì tại sao lại các linh mục tham gia chính trị mà giáo luật cấm thì vẫn yên hàn, mà tại sao con lại bị ngưng một vùng? Dạ. Đó. Và cái điều này thì con đã từng trước đây 8 tháng đức cha đã gặp con, đã nói. Dạ. Thì con gắng đã nói phân tích rất là rõ ràng. Dạ. Tức là đức cha nói là không ai làm, không có linh mục nào làm, rồi một số giám mục không ưng. Dạ. Thì con vẫn nói là con biết chứ, một số anh em linh mục thậm chí là lên án con ở đằng khác. Dạ. Vậy thì con thưa với đức cha rằng là con làm cái điều đó không phải để cho người ta khen là can đảm như đức cha nói. Dạ. Cũng không phải vì cái lời gì hết, mà con làm vì sứ mạng ngôn sự. Dạ. Vậy thì bây giờ con căn cứ vào đâu? Con căn cứ vào đức tin, đó là đức, là tín lý, là luân lý và phong hóa, rồi căn cứ vào giáo luật, căn cứ vào tiếng nói của lương tri, lương tâm. Dạ. Để mà làm, nếu thấy đúng thì con làm. Vậy thì đức tin tức là luân lý, tín lý và giáo luật là có thể chúng ta biết, chúng ta có thể có ba rem rồi. Còn tiếng nói của lương tri, lương tâm, tiếng nói của lương tâm phải là tiếng vọng của Thiên Chúa khi tiếng lương tâm đó được đào luyện, được đào tạo để là thực sự là tiếng vọng của Thiên Chúa. Vậy thì lương tâm đó được phải đào tạo. Với bản thân con thì con thấy đó đúng rồi.
vì thì con mới làm. Bây giờ Đức Cha là giám mục, là thầy dạy đức tin của con, vậy thì con hỏi Đức Cha, những việc làm đó của con đúng hay sai? Không phải là nhiều người làm hay ít người làm, mà con hỏi là đúng hay sai. Vậy thì Đức Cha nói là đúng, Cha làm đúng, không có gì sai cả. Vậy thì tại sao con làm đúng, thì tại sao Đức Cha lại cấm con, không cho con làm? Đức Cha bảo là không có lời. Con nói không, con ở đây con không làm vì cái lời, con làm vì sứ mạng ngôn sứ của mình. Đức Cha nói không, Cha làm như thế thì nguy hiểm. Nói không, con đâu có sợ nguy hiểm. Nếu đã điều đúng rồi, sao theo sứ mạng ngôn sứ thì chết con cũng làm, con không sợ.